Bây giờ mình không làm đề H2 nữa Làm hẳn đề H3 cho máu Làm đề H2 dễ quá Đúng không? Làm đề H3 xem nó khó không nhé Tại vì khó thì mới có từ vựng chứ À, khó mới có từ vựng mới để học Xem độ khó đến đâu để bắt đầu còn lấy cái tinh thần Bởi vì bây giờ mà học chảnh mảng của quyển 2 Thì lên H3 nó khó, thế thôi Đó, cho nên phải phải ôn tập kỹ ngay từ những bài đầu của quyển 2 đến bây giờ là bài 28 rồi à <laughs> Ok đề số 3 này các bạn nhìn này phần nghe có 30 có 40 câu mà chỉ được nghe có 35 phút rồi đấy nhá cho nên là cậu nghe rất là nhanh đấy à, phần đọc thì có 30 câu và phần viết thì có 10 câu Vậy cho mình đến với phần đọc luôn phần phần nghe thì nữa cho mình nghe sau cũng được Chúng mình đi phần đọc phần duy tú này. Rồi phần đọc. Phần đọc thì vẫn là theo như bình thường là chúng mình sẽ phải chọn cái câu cho nó phù hợp. Ở đây thì các bạn thấy là có gì đây? À, ở đây chúng mình có đáp án đầu tiên là gì ạ? À, nì chú Nì nà Bạn có biết là làm sao để đến chỗ đó không? Zhầm mơ chú nà Thì đáp án là E là Tất nhiên, chúng ta sẽ đi xe công cộng trước, Chúng ta sẽ ngồi xe buýt trước, sau đó thì chuyển sang đổi sang tàu điện ngầm, đúng không? Đó, việc e là bỏ nhá. Câu 41 xin mời à uh, Hoài Thu đọc giúp mình và chọn đáp án nào. Câu 41 Hoài Thu nào. À thử. Bao chuẩn xa mẹ ní mày tức là phía cái dưới của cái bạn đã nhìn ở phía dưới của cái tờ báo này chưa? Đúng rồi, phía dưới của tờ báo thì cậu đã tìm chưa? Vậy thì chắc chắn nó phải liên quan đến cái gì tìm kiếm đồ đúng không? Bây giờ xin mời ờ à. của... à, ừ, Đúng rồi, các bạn nào nhận ra rất tốt đó là ní khan của tờ Chien bị là mà Chien bị là bút chì à, ừ. bị bút chì Pencil Chien bị À bây giờ câu này hoài thu đọc cho mình là gì ạ Chien nhi, nhi chien, chien à, vừa nãy Vừa mới đây quá thế ạ à? trái luyện Bài luyện tập thôi cái câu luyện tập cái câu ôn tập. Zu lianxi ti. tôi vẫn còn dùng cơ mà? Tôi vừa mới dùng xong đúng nó vẫn dùng vừa dùng ở đây. Vậy thì chúng mình chọn đáp án là D đúng không? À tiếp theo xin mời Giang đọc giúp anh ba câu ABC đã nào. Lão Hoàng. Lão Hoàng the Er tự si, kiện niên tại 15 tuổi. Mới... 15 mới. trái tuổi. được không? tuổi. à, 就 y mi Không phải là tráng mà là tráng. Các bạn nào nhớ hôm trước mình có dạy các bạn cái cấu trúc là trông như thế nào không nhỉ? Chẳng đợi chỗ, chẳng đợi gì đây có nhớ? Chàng. Trông rất là đẹp, trông rất là xấu các thứ. Chẳng thế đây là chẳng tọt đã lớn đến bao nhiêu? Lớn đến 1 mét 85 mươi lăm rồi. 85. Tiếp câu 2 Sau, à, tôi xem Chiếu mù, mù. Mục, mục là đôi mắt đúng không? Mù là mắt như vậy đó là mục mù. Đi ngủ. À, câu ba. lão

chưa bí chào tua của khứ nấn trái nấn chi trắng rồi câu 41 thì đã chọn D và e là gạch rồi đấy câu 42 nào xin mời uh, từng vi nào đọc cho mình 42 trưởng xí à, nghe nhìn thấy rõ không? Cháu tiếng siêu xì ba Sau tiếng ba Lớp mình có nhớ hôm trước mình có hướng dẫn cả lớp cái cấu trúc tâu sờ mà sờ không nhỉ? Đã thế nào đó rồi đúng không? Khi mà nhấn mạnh cái gì? Khi mà nhấn mạnh nó làm sao? Muộn rồi đúng không cả lớp? Hôm đấy mình có cho là kiểu đã 30 tuổi đầu 30 tuổi đầu vẫn chưa kết hôn này Đã bao nhiêu giờ rồi còn chưa đi ngủ đúng không Thì chỗ này à, Tâu sứ tiệm ba là đã 10 rưỡi đêm rồi mà vẫn chưa đi ngủ đúng không Đi nghỉ sớm đi Vậy chọn hay, chọn, chọn cái nào thì hợp lý Và nãy đọc mấy câu đấy Có một câu mà liên quan đến kiểu À con xem xong Câu B ạ à. Câu B à. B đúng không ạ Xem xong tiết mục này thì sẽ đi ngủ đây ạ Đó đi Câu xin... 13 xin mời Linh nào Câu 43. Em nói <laughs> Ừ. Đúng rồi Tha ta sửa xí. Ừ, kì ta. Từ này hơi khó, sửa xí chứng chỉ thành tích học tập. Kết quả học chứng tập chứng gì? Quyển ba học từ này đấy, chứng gì là kết quả hành thành tích. Đúng tập sửa xí, gió là hẳn ta thì cao có cao. cái sự có cái sự nâng cao lên có cái sự tiến bộ rất là có cái sự tiến bộ rất là lớn vậy thì câu này sẽ liên quan gì nhỉ à liên quan đến thi cử thành tích đúng không đúng rồi là c chưa dự khảo sư đúng rồi đã tốt hơn lần trước và chính vì vậy cho nên là kết quả học tập đã được nâng cao rất là nhiều câu 44 mươi à, câu bốn mươi bốn xin mời giang nào

Câu cuối cùng thì dễ rồi, họ à, câu cuối cùng hoài thu nào. Ừ. Vậy thì nói là từ có từ bận tâm tôi vẫn đang đợi hành lý của tôi. Ừ, mấy quan xỉ là không sao đâu đúng không ạ? Khi mà người ta xin lỗi ai đó đúng không? À, kiểu không sao đâu, À, bởi vì sao người ta bảo gì alo trên đường xe rất là đông và tôi có thể là sẽ đến làm sao đến muộn đấy à, muộn một chút mới đến được sân bay và người ta bảo là không sao đâu tôi vẫn đang đợi lấy cái gì ạ Chiếng lý lấy cái gì hành, hành... lý hành lý, lý, lý. đúng rồi à, đang đợi là lấy cô hành này lý sẽ... cô f. đúng rồi sẽ là f như vậy các bạn để ý là trừ những cái từ vựng mà mình bôi màu vàng ấy cái từ này không phải nhé cái từ này không phải màu vàng nhé đó riêng cái câu ví dụ này thì không phải màu vàng thì các bạn thấy là nó cũng không quá nhiều từ vựng mới nhưng mà các bạn cần phải kiểu có một cái có một cái thói quen là các bạn phải đoán từ nữa đúng không kiểu bởi vì mấy cái từ này thực ra đến quyển ba là học hết ấy mà đó thì bắt đầu phải làm quen dần đó ở à, câu 46 đến 4 46 đến 50 cũng tầm đấy nhưng mà cũng khá là ngắn chúng mình thử làm luôn nhé tại vì cũng làm nốt phần này là hết luôn đáp án của à đâu hay là làm phần dưới này đi tại vì phần trên làm qua rồi làm phần dưới này đi 51 đến 55 à, giúp mình đọc trước một lượt tất cả từ phía trên nhé à, Linh Linh giúp mình đọc các từ phía trên nào Xiang ừ. Quan Thu rán Thu rán là kiểu đột nhiên bất ngờ ấy. Thu rán tự nhiên Đột nhiên làm sao đó. Ừ. Thống, sự, ông thống... thống ý, thống phải đồng đồng ý, đồng ý. Thống ý. À. Ừ. Này không biết. Sơn in là cái giọng là cái âm thanh? In, in Hán hay... Việt. Hán Việt nó là gì biết không? Hán Việt là thanh âm. À, thanh âm mà, sơn là thanh, in là âm thì chúng mình có có nghĩa là kiểu cái uh, âm thanh, cái giọng nói cho nên có thể nói rằng dạ, nhị in hấn thiên tức là giọng nói của cậu rất là hay nhị đỡ in hấn hảo thiên tuyệt từ này cũng hay gặp lại nói chuyện với người chung hay nói với cái này đúng không nói chuyện với người chung mà thấy giọng hay thế thì bảo rằng nhị in thay ép là như thế. À, F là sư chi ở thế giới. À, chính là cái câu vừa nãy. Hình như là vừa nãy, cả, hạt nào vừa nãy, lúc mà mình nói cái câu đấy các bạn không hiểu đúng không? Ní bảo hù sư chi húa bảo hù nỉ. À, em bảo vệ thế giới thì anh bảo vệ em nên cái câu đấy. Thế giới. À, các bạn mà muốn uh, hiểu Kiểu xem phim không cần sắp ấy Đến tầm H4 là có thể bắt đầu được rồi Đến tầm HK4 là có thể xem phim không cần sắp rồi đấy H4 H5 tầm đấy Nhưng mà dĩ nhiên là xem những phim dễ dễ thôi Đừng có xem những phim quá khó Họ. Ok Vậy thì sau khi đọc một lượt những cái từ phía trên ấy Nếu mà quên từ nào thì check bên này nhá Lộ cho mình có câu số 51 À Câu 51 mốt xin mời uh, Hoài Thu nào Bạn xin Mà Mà Đi chỉ quay Ờ mà chua À thì sao Rồi, phẳng xin. Em làm sao á? Thống, ý. Ý. Thống ý Đồng ý Đồng ờ, sẽ đồng ý. À, đồng ý con làm như vậy. à,放心 xin yên tâm. Mẹ sẽ, mẹ nhất định sẽ đồng ý con làm như vậy. Đó câu 52 khung thiếu là gì nhỉ khung thiếu là máy điều hòa đúng rồi rất là tốt thì chúng mình có liên quan đến điều hòa chỉ có thể có từ gì quan quan, quan. quan ừ. là gì tắt quan chi ấy. quan chi là tắt nguồn điện thoại nhớ không à thì bây giờ quan khung thiếu là gì tắt điều hòa đó Được cho nên nó bảo gì ạ? thiên dầu được hồ sư sư hôm qua lúc lúc đi có phải là đã quên mất tắt điều hòa không đúng chưa họ tụy rồi à, uh, phần này cố cố làm nốt 2, 3 câu nào xong chúng mình sẽ nghỉ giải lao nào, nào. xin mình giang câu 53 nào Nhi nào sư chia tí tù mà chia wa chia của dùng dùng đây là một cấu trúc rất Trung Quốc là cho tôi mượn người ta sẽ không nói là cấy của chia mà người, ta nói là chia của dùng dùng đây là một cách nói rất Trung Quốc nhé à cho tôi mượn dùng thử cho tôi mượn một chút cũng được đúng không tại vì nó có nghĩa là làm một xíu mà hoặc là làm thử rồi sư chia tỷ thú là bản đồ gì sư chia tỷ thú bản đồ bản đồ thế giới à câu 54 xin mời linh nào Ừ. Qua của quá, của chỉ quá chỉ tập chỉ bà quá khứ hay để đi chùa rấn yên gai yên gai nên yên gai đúng rồi rất là tốt nhìn về phía trước yên à là nhìn hướng về mà à, in ừ. gai ừ. sang ừ. Câu 55 à, Xin mời à, xin mời. à, Sáng Huê Thu rán Thế trên có từ thu, thu rán. Rán. Đột nhiên Qua chỉ phân lái à, <laughs> Câu chúc này khó quá Qua chỉ phân lái Các bạn phải học đến tầm quyển 3, quyển 4 cơ Qua chỉ phân lái là một bộ ngữ Bộ Không ngữ bộ ngữ xu hướng kép đây là bộ ngữ xu hướng kép kiểu nổi gió lên đó của mình khái của mình khái phá sàn mà tự nhiên đột nhiên làm sao gió nổi à, đùng đùng lên chúng mình còn đi phá là đi leo núi được không Tuyệt, hả rồi làm xong phần này chúng mình sẽ nghỉ một xíu mình không biết bây giờ mình còn có hơi để hát nữa không tại vì buổi tối mình mà không có hơi mình hay hát lạc giọng các bạn cho nên mình sẽ cố gắng hết sức để xem hát được thì hát không mát được thì thôi nhé. Tại vì khi hát là thường hay hay bị ở uh, lạc giọng nếu một buổi tối. Nếu các bạn để ý, kiểu khi mà mình mệt ấy, thường thì khi mà càng mệt sẽ càng không hát được. Họ mình sẽ hát thử cái bài mà mình hay hát thôi. Ừ.

你说一个人在长江，一个人念家乡。风华模样，你落落大方。坐在桥上，我听你歌唱。我说桥边姑娘，你的芬芳，我把你放心上，刻在了我心膛。 Cháu bên cô nàng, yêu ba phong xin lưu là bài của mình hay hả? Ha? Bài, ừ. bài, bài này là bài Cô nương bên cầu, Cháu bên cô nhau.